thưa quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai của đài phát thanh truyền hình quảng bình thưa quý vị và các bạn hôm nay lại có thêm một bộ phận không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến bắc bộ sau đó ảnh hưởng đến trung bộ không khí lạnh tăng cường khiến miền bắc tiếp tục sẽ đầm rẻ hại miền trung có mưa riêng tây nguyên và nam bộ thời tiết tương đối đẹp có nắng nhưng khí hậu vẫn khá ôn hòa Hiện nay vẫn đang trong thời gian nghỉ Tết nên thời tiết này vẫn khả thuận lời cho quý vị và các bạn thực hiện kế hoạch du xu xuân, tham quan các danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, mọi người nhớ giữ ấm khi du lịch tại các tỉnh miền núi phía Bắc, bởi vào ban đêm và sáng sớm, nhiệt độ giảm thấp và có thể có băng giá sương muối. Chúc quý vị và các bạn có một kỳ nghỉ Tết thật an toàn và vui vẻ. Trên biển, khu vực Bắc biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mình cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 5 mét biển Đông. Ngoài ra, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa rào và rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Bây giờ là phần dự báo thời tiết cả vùng trong cả nước. Khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, trời rẻ đậm, có nơi rẻ hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam ngày có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa mưa to đêm mưa giảm dần, gió bắc đến tây bắc mạnh cấp 3, trời rét, phía bắc rẻ đầm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 19 độ. Khu vực Nam Trung Bộ từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm mưa giảm dần. Phía Nam có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Bây giờ là phần dự báo thời tiết cả khu vực trong tỉnh khu vực đồng bằng ven biển nhiều mây không mưa, trưa hửng nắng, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ, trời rét, độ ẩm từ 75 đến 82%. Khu vực miền núi nhiều mây không mưa, trưa hửng nắng, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ từ 11 đến 19 độ, trời rét, đêm rét đầm, độ ẩm từ 75 đến 86%. Phần cuối bản tin là dự báo về nhiệt độ cả vùng trong tỉnh. Chúc quý vị và các bạn có một kỳ nghỉ Tết vui vẻ, hạnh phúc. Và đừng quên cập nhật tình hình thời tiết trên sóng truyền hình, fanpage, youtube của Đài Phát Thanh Truyền hình Quảng Bình. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.